Vâng, thưa quý vị khán giả, công nghệ sẽ thay đổi, nó khiến cho cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi với rất nhiều những nghề nghiệp mới được sinh ra. Nhiều nghề nghiệp cũng sẽ bị mất đi, không còn giống như truyền thống nữa. Chính vì vậy cho nên là có lẽ khoảng thời gian này thì các quý vị phụ huynh sốt ruột hơn, sốt sắng hơn làm thế nào để trang bị cho các con những cái hành trang tốt nhất để chúng ta có thể đáp ứng với cái cuộc thay đổi như vũ bão đến như vậy. Chính vì vậy trong hôm nay, cái chuyên mục hàng tuần thứ tư mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị là con cái chúng ta, thì chúng tôi muốn nói nhiều hơn về cái câu chuyện học tập của các bạn, đặc biệt là khi các bạn mới bước chân vào cái ngưỡng là chúng ta tiếp cận tới những tri thức từ mầm non cho tới tiểu học. Làm thế nào để chúng ta có được một cái cách học tốt nhất? Chúng tôi xin được chào mừng tiến sĩ Trần Thành Nam đã cùng đến với chương trình Cà phê sáng với VTV3 sáng nay như thường lệ để gửi tới quý vị khán giả. Dạ vâng, xin chào Hồng Nhung và xin chào quý khán giả đang xem chương trình. Vâng, ngày hôm nay chúng ta nói về câu chuyện học của các bạn nhỏ. Mà bây giờ chúng ta có một cái nghiên cứu mới, đó là nếu như mà áp dụng cái việc học cùng với cái việc chơi cho nó hiệu quả thì sẽ tăng cường được mọi cái giác quan của các con, rồi giúp các con hứng thú học hơn, có hiệu quả tốt hơn. Thực ra bây giờ thì chúng ta có nghiên cứu, nhưng ngày xưa ông bà ta vẫn dạy là học mà chơi, chơi mà dạ, học. Vâng. Thì không biết là anh quan niệm như thế nào về câu chuyện này ạ? Thực ra thì đến bây giờ thì chúng ta đã có mở rộng cái khái niệm học lên rất là nhiều rồi. Học ở đây không phải chỉ có mỗi ở trong giới hạn của 4 bức tường và 8 tiếng ở trên trường và chỉ tiếp thu cái kiến thức thôi, mà ngoài ra ở đây học ở đây là phát triển năng lực của các con, hình thành được những cái kỹ năng mà các con có thể áp dụng được ở trong cuộc sống. Vì vậy cho nên là cái cách thức mà học hiệu quả nhất là học thông qua cái thực hiện những cái hoạt động, và hoạt động chơi nó cũng là một cái hoạt động chủ đạo rất phù hợp với cả các con ở trong cái lứa tuổi mầm non và tiểu học đấy ạ. Dạ. Và chúng ta nhìn thấy rằng các cái nghiên cứu thì chỉ ra rằng là cái học thông qua các hoạt động chơi này vừa là giúp cho các con cải thiện cái thành tích học tập này, vừa cải thiện cả cái sức khỏe về mặt tinh thần nữa, giúp cho con có một cái sự hứng thú khi mà tham gia các trò chơi, và có cả phát triển một số các kỹ năng mềm, trong đây có cái kỹ năng giao tiếp rồi kỹ năng giải quyết vấn đề. Chúng ta thấy rằng ví dụ như ở nhà tôi chẳng hạn, mà tôi nói rằng là con ơi ra học toán với bố là trùng trình lắm, nhưng mà nói rằng con ơi hôm nay bây giờ nhá, bọn mình sẽ chơi với nhau với những con số và những cái khối màu sắc này nhá. Tự nhiên nói như vậy, bản chất nó là một, nhưng mà các con cảm thấy là rất là sẵn sàng. Vâng, thì các cái hoạt động giáo dục sớm bây giờ, ví dụ như là STEM, STEAM mà chúng ta đang nói nhiều ấy, nó cũng dựa trên cái triết lý này, tức là các con học qua làm, học qua chơi, học theo cái cách thức mà các con sẽ tự chủ động khám phá và lấy những cái kiến thức cho mình. Trước đây mình cứ nói là bố mẹ là người thầy thứ nhất này, giáo viên, cô giáo là người thầy thứ hai này, thì bây giờ môi trường là cái người thầy thứ ba, và giáo viên và bố mẹ nếu mà tạo ra được các cái môi trường để mà các con có thể tham gia các hoạt động vui chơi một cách rất thoải mái thì sẽ giúp cho các con có thể là học tập được tốt hơn, có cái động cơ học tập tốt hơn. Có hai vấn đề, một là bố mẹ chưa biết tới những cách thức mới, và hai là bố mẹ quá bận không có thời gian để áp dụng những cái cách thức mới, mà chúng ta biết là càng ngày càng có nhiều những cái mô hình học và chơi khác nhau. Vậy thì sẽ áp dụng như thế nào đối với bố mẹ cho phù hợp hả anh? Thì các cái mô hình chơi mà học này thì triết lý của nó rất là đơn giản. Nếu như trước đây của chúng ta cứ nghĩ rằng là con chơi thì nó đối lập với cả cái khái niệm học, tức là chơi có nghĩa là không học, và chơi nó giống như là một cái phần thưởng sau một cái quá trình mà các con học tập rất là miệt mài và chăm chỉ rồi thì cho các con được giải lao. Và trước đây thì những cái hoạt động chơi là để cho các con là tự có chơi một cách tự do thôi, thì nó không có cái mục tiêu giáo dục vào. Nhưng mà bây giờ cái hoạt động chơi, tại vì nó cuốn hút các con mà nó lại làm cho các con cảm thấy vui vẻ, và lại cùng một lúc có thể là giúp các con có rất là nhiều kỹ năng, bố mẹ chỉ cần đặt một số những cái mục tiêu giáo dục vào trong đó thôi, thì chúng ta có thể là vừa giúp cho con là thoải mái tinh thần, rất dễ dàng tham gia những cái hoạt động chơi đấy, nhưng mà nó cũng có đạt được những cái mục tiêu về học tập. Và ngoài cái mục tiêu ra thì những cái lợi ích mà bố mẹ và các con cùng nhau chơi và học nó sẽ như thế nào anh? Người ta thường hay nói đến là 7 cái nhóm lợi ích. Cái đầu tiên ấy thì là cái việc chơi nó rất là cuốn hút, và nó tạo nên những cái cảm xúc tích cực, và cái cảm xúc tích cực thì sẽ giúp cho tăng cường các cái khớp nối thần kinh giữa các cái neuron thần kinh với nhau. Các con ở trong giai đoạn đấy thì bộ não vẫn còn đang rất là phát triển, và các cái số lượng các cái khớp kết nối thần kinh rất là nhiều. Vì vậy cho nên là khi có tham gia những hoạt động vui chơi, các cái khớp thần kinh này kết nối với nhau và tạo nên được một cái nền tảng để cho các con phát triển về sau này. Thứ hai nữa là với cái sự gia tăng các khớp kết nối thần kinh đó thì cái hoạt động chơi cũng giúp cho các con là tăng cái chỉ số IQ khi mà các con lớn lên. Và cái việc mà tham gia vui chơi càng nhiều ở trong giai đoạn mầm non và tiểu học thì có tương quan với cái chỉ số IQ càng cao ở cái tuổi thậm chí đến 25 và đến 30 tuổi, các con vẫn có cái chỉ số IQ cao hơn.